Chào các chị nhé, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các chị bộ sản phẩm mới nhé. Trên tay em đây là đang cầm một bộ sản phẩm kem Kazoko 5 Plus của Nhật Bản ấy ạ. Cái bộ sản phẩm này rất là hot trên thị trường hiện nay và được các chị em châu Á, đặc biệt là các chị em của Việt Nam ưa chuộng rất là nhiều. Nó có bước cải tiến hơn rất nhiều so với những bộ Kazoko trước nhé. Và đây là sản phẩm em nhập trực tiếp ở bên Nhật, các chị có thể check để kiểm tra hàng ạ. Một bộ sản phẩm như thế này thì có 5 sản phẩm các chị nhé. Đây nhé, cái sản phẩm của nó đây có sữa rửa mặt này, kem chống nắng này, serum này, kem ngày và kem đêm đây ạ. Cách dùng thì rất là đơn giản nhé các chị nhé. Các chị ban ngày thì các chị dùng sữa rửa mặt, sau đó là đến kem ngày, sau đó là đến kem chống nắng. À, ban đêm thì các chị dùng sữa rửa mặt rồi đến serum rồi đến kem đêm cũng tương tự như các cái bộ khác thôi ạ. Cái bộ sản phẩm này thì đặc trị nám, trị mụn, trị tàn nhang và dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả luôn. Đặc biệt là nó được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên nên là nó rất an toàn cho mọi loại da. Kể cả những làn da mà nhạy cảm nhất cũng đều có thể sử dụng được và đặc biệt là nó có tác dụng giúp tái tạo phục hồi những cái làn da bị tổn thương sâu, phục hồi ngay từ bên trong đó ạ. Khi mà các chị dùng thì làn da của các chị sẽ trắng hồng chứ không trắng bệch như các chị dùng các cái loại sản phẩm dưỡng da thông thường đâu nhé. Đặc biệt những làn da mà không đều màu thì sẽ bật tông ngay lần đầu tiên và rất cực kỳ hiệu quả luôn. Nó giúp cung cấp độ ẩm cho làn da của mình, đặc biệt là khi bôi kem nó không bị bết dính như các loại kem khác, nó thẩm thấu ngay vào trong da của mình nên là các chị dùng rất là thích nhé. Khi các chị có nhu cầu tìm hiểu thì em có thể tư vấn trực tiếp cho các chị qua Zalo 0359 447 339 nhé. Em và nhân viên của bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các chị nên dùng loại nào cho phù hợp với các chị nhé. Các chị cứ vui lòng IB cho em nhé.